Kính thưa quý vị, dân tộc Việt Nam có truyền thống chống ngoại xâm. Hưng Đạo Đại Vương đã ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông. Trước khi lâm trận, người đã vung gươm chỉ xuống dòng sông Hóa mà thề rằng: "Phen này nếu không thắng được quân Nguyên Mông, ta sẽ không về lại sông này nữa." Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu bài hùng ca lịch sử Hưng Đạo Vương lời thề trên sông Hóa. Xuân Điểm phổ thơ Song Thuận, ban tụ ca trình bày sau đây. Cùng gươm chỉ dòng sông, dòng Hóa giang cuồn cuộn ánh chiều dương. Ta phen này quyết phá tan Nguyên Mông, không chiến thắng ta không về đây nữa. Quân hò reo ầm ầm như thác đổ, từ Hóa giang xuôi xuống Bạch Đằng giang. Kìa quân thoát hoang hàng ngũ tan hoang, nên mùi bài vong vỡ mộng xâm lăng. Kìa Trần Vân Đôn định chuyên quân lương, quân Nam đột phá giặc đã cùng đường. Kìa Ô Ma Nhi thống lĩnh tan quân, rút chạy về tàu qua ngã Bạch Đằng. Hầm trồng cóc đông xác giặc đầy sông, tan tác kinh hoàng giặc nhớ ngàn đời. Đạo Vương vùng gươm chỉ dòng sông, dòng Hóa giang cuồn cuộn ánh chiều dương. Ta phen này quyết phá tan Nguyên Mông, không chiến thắng ta không về đây nữa. Quân hò reo ầm ầm như thác đổ, từ Hóa giang xuôi xuống Bạch Đằng giang. Gươm dao hầm trong diện quân thù, kìa quân thoát hoang hàng ngũ tan hoang, nên mùi bài vong vỡ mộng xâm lăng. Kìa Trần Vân Đôn định chuyên quân lương, quân Nam đột phá giặc đã cùng đường. Kìa Ô Ma Nhi thống lĩnh tan quân, rút chạy về tàu qua ngã Bạch Đằng. Hầm trông cóc đông xác giặc đầy sông, tan tác kinh hoàng giặc nhớ